Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm nghìn muôn kim có tìm cầu. Con nay nghe biết chuyên trí tụng, nguyện rõ chân như pháp đứng đầu. Nam mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Đại từ đại bi thương chúng sanh, đại hỷ đại xã cứu hàm thân, tương tô chói sáng tự trang nghiêm. Chúng con thành tâm cung kính lạy. Nam mô Quy Y Kim Cang Thượng Quy Phật, Quy Pháp, Quy
lăng. Con nay phá tâm không về tư cầu phước báo trời người thân văn duyên nha cho đến các vị Bồ Tát quyền thừa phán tâm Bồ Đề nguyện cùng chúng sinh trong pháp giới một thời đồng chứng vô thượng chánh đẳng Nam mô Quy Thập Phương Tận Hư Không Giới Những Thiết Chư Phật. Nam mô Quy Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Tôn Pháp. Nam mô Quy Thập Phương Tận Hư Không Giới Những Thiết Hiện Thánh Tăng. Nam mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biển Tri Minh Hạnh Túc Thiện Thể Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Như vậy tám mươi chín đức Phật ở khắp thế gian cả đức Thế Tôn thường trú trong đời này các ngài sẽ thương nghĩ đến chúng con hoặc đời này hay đời trước của chúng con sự sanh tử từ vô thủy đến nay đã tạo các điều tội lỗi hoặc tự làm hoặc báo người làm hoặc thấy làm ác vui theo đối với của chùa tháp của chúng tăng hay của chúng tăng trong bốn phương nếu mình lấy hoặc báo người khác lấy hoặc thấy người trộm lấy tùy về tội ngũ vô gián hoặc mình làm hoặc dạy người khác làm hoặc thấy người làm vui lòng theo mười nghiệp bất thiện hoặc mình tạo hoặc báo người khác tạo hoặc thấy người tạo rồi mình ưa vui theo những tội chương đã làm hoặc có che giấu hoặc không che giấu phải đọa vào địa ngục quỷ đói và súc sanh cũng như các đường ha khác chốn biên địa dòng hạ tiện những kẻ miệng lệ xa càng chỗ như thế những tội chướng chúng con đã làm hôm nay đều thành tâm cuối xin sám hối. Giờ đây các đừng phòng Thế Tôn chứng biết cho chúng con thường nghĩ đến chúng con trước chư Phật Bồ Tát. Chúng con phải bộc bạch như vậy hoặc đời này hay đời khác của chúng con từng làm các việc bố thí hoặc giữ đường giới thanh
tình nhận đến thì một bốc cơm cho các loài súng sanh. Hoặc tu tình hạnh căn lành đã có thành tựu, chúng sanh căn lành đã có, tu hạnh Bồ Đề căn lành đã có, và trí vô thượng căn lành đã có. Tất cả hợp lại so sánh trụ tinh thái đều hồi hướng cho quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, như các đấng phận đời quá khứ hiện tại và vị lai đã làm việc hồi hướng. Chúng con cũng xin hồi hướng như thế, các tôi đều sám hồi ca phước xin tùy ý, và nhờ công đức thanh phận nguyện thành trí vô thường. Chư Phật trong ba đời rất hơn các chúng sanh, biển công đức không lường, con nay thành kính lạy. Mười phương thế giới có công, mà ba đời vạn loài cầu mong đại hùng, mà con nay ba nghiệp viễn dung, lệ khắp tất cả không trung môn lòng, mà phổ hiền hạnh nguyện thần thông, khiến cho đệ tử trong vòng Như Lai mỗi thân khắp trần ai, mỗi thân lễ lại kim đài liên hoa. Ở trong cõi phận hằng xa, đại hội Bồ Tát môn nhà độ sanh, vô tận pháp giới tinh anh, tin sâu Phật trần. Mỗi người tiếng vọng có phần, phát ra thánh thoát tâm thần sáng trưng, tương lai mỗi kiếp tôn xưng, khen ngợi Phật đức các tình rất sâu. Tràng hoa tươi tốt muôn màu, ai âm nhà ca vĩnh lòng hầu hướng bay, trang nghiêm thành kính xưa nay, con đem dân cung đức thầy Như Lai. Thương y có một phóng hai, đèn đuốc soi sáng trong ngoài đường đi, cao như quả núi Tu Di, thành tâm dân cung các vị Thế Tôn. Con nay mở rộng tâm hồn, tin sâu Phật pháp trường tồn từ lâu, phổ hiền nguyện lực rất sâu, cúng dường cùng khắp nhiệm màu Như xưa. Con tạo các nghiệp sai, đều do ba động hòa tai nối liền, từ thân miệng ý truyền miên, giờ đây mới biết lòng chuyên sám trừ. Mười phương các loại đồng cư, đèn tuệ thắm sáng cầu xin, Bồ Đề thành tựu đứng tin bắt
đầu, chúng con kinh thỉnh nguyện cầu chuyến xe diệu pháp đạo màu đã ban. Chư Phật muốn nhập niết bàn, con xin kinh thỉnh vị hàng phàm ngu cứu trụ giáo hóa công phu chúng sanh lợi lạc đường tu chuyên cần. Cúng dường lễ tán đa phần, thánh phần trụ thế tâm chân độ đời. Chúng sanh phân đạo đồng thời in sâu. Xin đem công đức nhiệm màu hướng về thượng giới Minh Châu hiền bài. Tâm tướng tam bảo tự rày, dung thông hai đế chờ ngày thành công. Phương đứng như nước biển đông, mà con nay hồi hướng môn lòng thanh cao. Thân cầu ý nghiệm lao trao, dứt trừ ngạ pháp công lao đức thầy. Tân ca hoạn chướng từ nay, xin đều tiêu diệt, xin thay phép màu. Mỗi niệm tuệ làm đầu, chúng sanh đồ hết không cầu trả ơn. Hư không thế giới có trần nghiệm và phiền não đều quên hư không. Bốn pháp như thế dung thông, mà nguyện nay hồi hương cõi lòng. Cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Đệ tử kính lại Phật Thích Ca Phật A Di Đà, thầm phượng chư Phật vô lượng Phật pháp, cùng thánh hiền tăng đệ tử lâu đời lâu kiếp. Nghiệm chướng nặng nề tham dẫn kiêu căng, suy mê lầm lạc Phật biên sự lỗi lầm, mê thành tâm sám hối. Thề tránh điều giữ nguyên làm việc lành, ngứa trong ơn Phật từ bi gia hộ. Thân không tật bệnh, tâm không phiền não. Hằng ngày an vui tu tập, phép phân nhiệm màu, để mau ra khỏi luân hồi. Minh tâm kiên tánh, trí huệ sáng xuống, thần thông tự tài. Đặng cứu độ các bậc tôn trưởng, cha mẹ anh em thân bằng quyền cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Đệ tử vốn tạo các vòng niệm, đều do vô thủy tham sân si. Từ thân miệng phát sinh ra, đệ tử
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát. 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 Ma Ha Ba Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Thuở Đức Quán Tự Tại Bồ Tát tu hành đã tiến sâu đến chỗ trí tuệ bên kia bờ. Ngài soi thấy năm uẩn đều không nên đo được tân ca khô anh. Này thu tử, cái có sẵn tướng nó chẳng khác với cái không, cái không tương cũng chẳng khác với cái sẵn. Mà sẵn tướng là không, không tướng là sẵn. Với thu tướng hành và tướng này nghĩa cũng lại như thế. Này xa lời Phật, cái không tương của các pháp này nó chẳng sanh chẳng diệt, chẳng dơ chẳng sạch chẳng thêm chẳng bớt. Thế nên trong trần không nó không có sanh thù tướng hành và thân tánh. Chân không nó không có sáu căn. Nhậm vào sao trần là mắt tai mùi lưỡi thân ý. Và sao trần nhậm với sao căn là sao thân hương vị xung pháp. Trong tánh chân không nó không có nhãn giới, nhận đến không ý thức giới. Tánh chân không nó chẳng có cái vô minh, cũng không luồng cái vô minh đã nhận đến. Nó chẳng có cái lão tử, cũng không luồng cái lão tử đã hết. Trong tánh chân không nó không có khổ tầm diệm đạo. Tánh chân không nó không cần tri, cũng chẳng cần đăng gì. Bởi vì không sợ đăng mới là Bồ Tát, gọi đủ là Bồ Đề Tăng. Đóa nương nơi trí Bát Nhã để xét soi mới đã qua bên ngàn gian kia. Vì nương Bát Nhã để quang chiếu nên tâm không quay ngài. Bởi tâm chẳng ngần ngại nên chẳng có e sợ, xa lìa các điều điên đạo mộng thường rốn ráo. Qua niên bàn nguyên chư phần cả ba đời sơ gì đăng quá vô thượng chánh đằng chánh giác. Đó là vì y nơi pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa đây nên biết rằng. Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa đây thân là bài chú đại thần, bài chú đại minh, bài chú vô thượng, và thân là bài chú vô đẳng đẳng. Vì nó hay diệt trừ được tất cả khổ nào chấm hằng không dối. Nên nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa đây liền nói chú rằng: Yên đế, Yên đế Ba La, Yên đế Ba La Tăng, Yên đế Bồ Đề Tăng Bà, Yên đế, Yên đế Ba La, Yên đế Ba La Tăng, Yên đế Bồ Đề Tăng Bà. Yên đế, Yên đế Ba La, Yên đế Ba La Tăng, Yên đế Bồ Đề Tăng Bà.
tam giới, mau về cõi Phật thắng một đường. Duyên lành hồi hướng mau giác ngộ, văn thù phổ hiền quán âm đồ, càng vị Bồ Tát nhiều vô số, đại trí bờ kia chư thiên hồn. Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não, nguyện đặng trí tuệ thường tương hảo, nguyện bao tội chướng được sám trừ, kiếm kiếp thường theo ngôi tam bảo. Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, lưới để cho vi đạo tràng, mười phương phần bao hào quang sáng ngời, trương bảo tòa thân con anh hiền, cúi đầu xin thề nguyện quy. Chia tâm đảnh lễ phần tôn pháp hiền thánh tăng thượng trú tam bảo. Chia tâm đảnh lễ nam mô ta bà giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật. Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Hương thơm vừa thấm trên đài, sông lên chư Phật trong ngoài đều nghe, mây lành mỗi chút
thường. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát, Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát, Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Thai Tạng. Thân Phật diệt tội chân ngôn ly bà ly bà đế cầu ha cầu ha đế đà ra ni a đế ni ha ra đế tỳ lê nê đế ma ha già đế chân lăng càng đế ta ba ha ly bà ly bà đế Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm nghìn muôn kim khó tìm cầu. Con nay nghe biết chuyên trí tụng, nguyện rõ chân như pháp đứng đầu. Nam mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Đại Từ Đại Bi Thương Chúng Sanh, Đại Hỷ Đại Xã Cứu Hàm Thân, Tương Tô Chói Sáng Tự Trang Nghiêm. Chúng con thành tâm cung kính lạy. Nam mô Quy Y Kim Cang Thượng Phật, Quy Pháp, Quy Tăng. Con nay phá tâm không vì tư cầu phước báo trời người thinh văn duyên giác cho đến các vị Bồ Tát.
Phật Tâm Bồ Đề. Nguyện cùng chúng sinh trong pháp giới một thời đồng chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nam mô Quy Thập Phương Tạng Nam mô Quy Thập Phương Tạng Hư Không Giới Nhất Thiết Tôn Pháp. Nam mô Quy Thập Phương Tạng Hư Không Giới Nhất Thiết Hiện Tăng. Nam mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biển Tri Minh Hạnh Túc Thiện Thể Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Như vậy 89 đức Phật ở khắp thế gian cả đức Thế Tôn thường trú trong đời này các ngài sẽ thương nghĩ đến chúng con hoặc đời này hay đời trước của chúng con sự sanh tử từ vô thủy đến nay đã tạo căn điều tội lỗi hoặc tự làm hoặc báo người làm hoặc thấy làm ác vui theo đối với của chùa tháp của chúng tăng hay của chúng tăng trong bốn phương nếu mình lấy hoặc báo người khác lấy hoặc thấy người trộm lấy tùy hỷ về tội ngũ vô gián hoặc mình làm hoặc dạy người khác làm hoặc thấy người làm vui lòng theo mười nghiệp bất thiện hoặc mình tạo hoặc báo người khác tạo hoặc thấy người tạo rồi mình ưa vui theo những tội chướng đã làm hoặc có che giấu hoặc không che giấu phải đọa vào địa ngục quỷ đói và súc sanh cũng như các đường ha khác chốn biên địa dòng hạ tiện những kẻ miệng lệ xa càng chỗ như thế những tội chướng chúng con đã làm hôm nay đều thành tâm cuối xin sám mà hối. Giờ đây các đừng phòng Thế Tôn chừng biết cho chúng con thường nghĩ đến chúng con trước chư Phật Bồ Tát. Chúng con phải bộc bạch như vậy hoặc đời này hay đời khác của chúng con từng làm các việc bố thí hoằng giữ đường giới thanh tịnh nhận đến thì một bốc cơm cho các loài súng sanh hoặc tu tịnh hạnh căn lành đã có thành tựu chúng căn là
lành đã có tu hành Bồ đề căn lành đã có và trí vô thượng căn lành đã có. Tất cả hợp lại so sánh trụ tinh thai đều hồi hướng cho quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác như các đấng phận đời quá khứ hiện tại và vị lai đã làm việc hồi hướng. Chúng con cũng xin hồi hướng như thế các tôi đều sám hồi ca phước xin tùy ý và nhờ công đức thánh phận nguyện thành trí vô thường. Chư Phật trong ba đời rất hơn các chúng sanh biển công đức không lường con nay thành kính lạy. Mười phương thế giới có công mà ba đời vạn loài cầu mong đại hùng mà con nay ba nghiệp viễn dung lệ khắp tất cả không trung môn lòng mà phổ hiền hạnh nguyện thần thông khiến cho đệ tử trong vòng Như Lai mỗi thân hiện khắp trần ai mỗi thân lễ lại kim đài liên hoa. Ở trong cõi phận hằng xa đại hội Bồ Tát môn nhà độ sanh vô tận pháp giới tinh anh tiến sâu Phật pháp thanh danh xuất trần. Mỗi người tiếng vọng có phần phát ra thánh thoát tâm thần sáng trưng tương lai mỗi kiếp tôn xưng khen ngợi Phật đức các tình rất sâu. Tràng hoa tươi con muôn màu ai âm nhà ca vĩnh lòng hầu hướng bay trang nghiêm thành kính xưa nay con đem dân cung đức thầy Như Lai hương y có mò phóng hai đèn đuốc soi sáng trong ngoài đường đi cao như quả núi Tu Di thành tâm dân cung các vị Thế Tôn. Con nay mở rộng tâm hồn tin sâu Phật pháp trường tồn từ lâu phổ hiền nguyện lực rất sâu cúng dường cùng khắp nhiệm màu như xưa con tạo các nghiệp sai đều do ba động hòa tai nối liền từ thân miệng ý truyền miên giờ đây mới biết lòng chuyên sám trừ. Mười phương các loại đồng cư đèn tuệ thắp sáng cầu xin Bồ đề thành tựu đứng tin bắt đầu chúng con kinh thỉnh nguyện cầu chuyến xe diệu pháp đạo màu đáng
chư Phật muốn nhập niết bàn, con xin kinh thỉnh vị hàng phàm ngu cứu trụ giáo hóa công phu chúng sanh lợi lạc đường tu chuyên cần. Cúng dường lễ tán đa phần, thánh phần trụ thế tâm chân độ đời, tùy hỷ trăm hồi khắp nơi, chúng sanh phần đạo đồng thời in sâu. Xin đem công đức màu hướng về thượng giới minh châu hiền bài, tánh tướng tam bảo tự rày, dung thông hai đế chờ ngày thành công. Phương đứng như nước biển đông, mà con nay hồi hướng môn lòng thanh cao, thân cầu ý niệm lao tân ca hoặc chướng từ nay, xin đều tiêu diệt, xin thay phép màu, mỗi niệm trí tuệ làm đầu, chúng sanh đồ hết không cầu trả ơn, hư không thế giới có trần nghiệp và phiền não đều quên hư không. Bốn pháp như cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Đệ tử kính lại Phật Thích Ca Phật A Di Đà, thầm phượng chư Phật vô lượng Phật pháp, cùng thánh hiền tăng đệ tử lâu đời lâu kiếp. Nghiệm chướng nặng nề tham dẫn kiếu căng, suy mê lầm lạc thề tránh điều dữ, nguyên làm việc lành, ngứa trong ơn Phật từ bi gia hộ, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui tu tập mà phép phần nhiệm màu, tự tài đặng cứu độ các bậc tôn trưởng cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc, cùng tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Đệ tử Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám
Sa Môi Bồ Tát. Nam mô Cầu 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 Sa Ma Ba Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Thuở Đức Quán Tự Tại Bồ Tát tu hành đã tiến sâu đến chỗ trí tuệ, bên kia bờ Ngài soi thấy năm uẩn đều không nên đo được tất cả khổ anh. Này thu tử, cái có sẵn tướng nó chẳng khác với cái không, cái không tương cũng chẳng khác với cái sẵn. Mà sẵn tướng là không, không tướng là sẵn. Với thu tướng hành và tướng này nghĩa cũng là như thế. Này Xa Lợi Phật, cái không tương của các pháp này nó chẳng sanh chẳng diệt, chẳng dơ chẳng sạch chẳng thêm chẳng bớt, thế nên trong trần không nó không có sẵn. Thù tướng hành và thân tánh chân không nó không có sáu căn. Nhậm vào sau trần là mắt tai mùi lưỡi thân ý, và sau trần nhậm với sáu căn là sáu thân hương vị xung pháp. Trong tánh chân không nó không có nhãn giới, nhận đến không ý thức giới. Tánh chân không nó chẳng có cái vô minh, cũng không luồng cái vô minh đã nhận đến nó. Chẳng có cái lão tử, cũng không luồng cái lão tử đã hết. Trong tánh chân không nó không có khổ tầm diệm đạo. Tánh chân không nó không cần tri, cũng chẳng cần đăng gì, bởi vì không sợ đăng mới là Bồ Tát. Gọi đủ là Bồ Đề Tăng, đóa nương nơi trí Bát Nhã để xét soi, mới đã qua bên ngàn gian kia. Vì nương Bát Nhã để quang chiếu nên tâm không quay ngài. Bởi tâm chẳng ngần ngại nên chẳng có e sợ, xa lìa các điều điên đạo mộng thường rốn ráo. Qua niên bàn nguyên chư phần cả ba đời sơ gì đăng quá vô thượng chánh đằng chánh giác, đó là vì y nơi pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa đây nên biết rằng. Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa đây thân là bài chú đại thần, bài chú đại minh, bài chú vô thượng, và thân là bài chú vô đẳng đẳng. Vì nó hay diệt trừ được tất cả khổ nào chẳng hằng không dối, nên nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa đây liền nói chú rằng: Yên đế, Yên đế Ba La, Yên đế Ba La Tăng, Yên đế Bồ Đề Tăng Bà, Yên đế, Yên đế Ba La, Yên đế Ba La Tăng, Yên đế Bồ Đề Tăng Bà, Yên đế, Yên đế Ba La, Yên đế Ba La Tăng, Yên đế Bồ Đề Tăng Bà. Công đức sám hối khó nghĩa,
lành hồi hướng mau giác ngộ. Văn thù phổ hiền quán âm đồ can vị Bồ Tát nhiều vô số đại trí bờ kia chư thiên hồn. Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não, nguyện đặng trí tuệ thường tương hảo, nguyện bao tội chướng được sám trừ, kiếm kiếp thường theo ngôi tam bảo. Phục nguyện ấy chư Phật chứng minh vạn linh gia hộ hiện tiền đệ tử chúng con tề tựu trước Phật đài, thành tâm lễ sám hối hồng danh để tiêu trừ các tội lỗi hoặc tiền phiền oan trái hoặc nhiều kiếp oán thân hoặc phạm giới cấm các điều sát hại những mạng chúng sanh, thân ba nghiệp tội, miệng bốn nghiệp ác và ý ba nghiệp xấu, lầm tạo điều quay gây các tội lỗi. Ngưỡng mong oai thần chư Phật từ lực Bồ Tát minh huân gia hộ chúng con tội chướng tiêu trừ căn lành thêm lớn tiếng tu đạo nghiệp phước huệ trang nghiêm. Khắp nguyện âm siêu dường thái pháp giới chúng sanh tình giữ vô tình đồng thành Phật đạo. Nam mô Đệ Tử Cầu Sám Hối Bồ Tát. Tự quy Phật xin nguyện chúng sanh tự quy ơi pháp mà xin nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng trí huệ như biển. Tự quy tăng xin nguyện chúng sanh thông lý đại chúng nên thái không ngại. Nguyện đều trọn thành Phật